Hello, where are you from? Việt Nam. Việt Nam, phở, bánh mì, right? Đúng rồi thầy, có phở, bánh mì, bún chả cá, bún mắm nhiều lắm thầy. Oh, I love bánh mì. So, can you tell me about your family? Nhà em có 4 người, ba em, mẹ em với chị em nữa. So, what's your mommy's job? Nội trợ thầy. Ôi trời ơi, housewife? Wait a minute. Yes. Oh, what about your daddy? Ba em làm bác sĩ. Doctor? Yes, yes. Oh, good job, good job, good job. Yeah.